Xin chào tất cả các bác nhá. Em đang ở cái quán đồ điện tử. Đây là quán đồ mới chứ không phải quán đồ cũ. Đây có rất là nhiều loa, rất nhiều dàn. Nên em sẽ review cho các bác một số cái bộ dàn nó đang bán ở đây. Có cả âm ly các thứ luôn. Đây là một bộ dàn của Onkyo nha các bác. Đây là Onkyo NR600. Đấy, có logo đây. Còn nó là một bộ dàn nguyên như thế này, gồm một cái gì nhà đầu đi âm ly luôn. Con này có CD các thứ, dây nguồn dây kết nối jack vào CD các thứ, và không có Bluetooth, và có chỗ hát này, không có Bluetooth, không có wifi các thứ, có đầu âm ly bình thường thôi. Một bộ dàn gồm em quay xa cho bác xem loa này, hai bên hai loa cây này. Đấy, dàn này nghe nhạc xem phim thì tuyệt vời. Đây có dưới của nó có giá này, giá nó là 33.000, còn tương đương với tầm 7 triệu đồng thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Rẻ. Cái này thì cũng khá nặng, nếu mà vận chuyển về Việt Nam thì chắc là cũng khá là cao, vì cái âm ly này nó rơi tầm 15 cân rồi. Cái loa cái thứ nữa cũng rơi vào tầm chục cân ít. Đấy thì nó cũng phải tầm 30 cân, tất cả bộ này thì nó cũng rơi tầm 6 triệu đồng tiền vận chuyển, trong khi tiền hàng của nó thì có tầm 7 triệu đồng hơn chút thôi. Đó là cái bộ âm ly. Còn cái tiền của bộ loa thì nó bán rồi, chứ nó không phải là một cái nha bác. Tiền của loa thì nó là 42.000 kìa. Đấy, âm ly không thì nó là 33.000, là 7 triệu. Còn loa nó là 42.600 thì nó rơi vào tầm 9 triệu nữa. Đó là một cái dàn Onkyo NR600 TX NR676E âm ly TX NR676E này. Và cái loa của nó thì là Onkyo 44333A D309EXB này. Đó, còn âm ly này NR676E này. Đó là cái bộ dàn đầu tiên. Em vừa quay cho các bác một cái. Sang bộ dàn thứ hai là một bộ dàn Sony mini, bộ dàn mini nghe nhạc xem phim. Bộ này khá đẹp. Bộ này có Bluetooth, có USB các thứ, có điều khiển. Và giá của nó là khoảng tầm hơn 4 triệu, 4 triệu 1, 4 triệu 2 gì đấy. Đây một cái bộ như này, rất là rẻ. Quá tuyệt vời. Sony này là Sony, không thấy tên nhỉ, Sony CMT FB40S nha các. Quá rẻ, quá đẹp. Đây, bộ nó đấy. Bộ dàn tiếp theo là một bộ em quay công suất cho con này luôn. Không thấy ghi công suất ở đây. Nhưng mà nó 25W với 25W đây. Loa đầu ra nó đây. Có CD USB này. FM Bluetooth này, MP3 CD. Đấy, có rất nhiều chức năng. Có tuyệt vời. Một bộ dàn thứ hai là bộ dàn Kenwood. Đây cũng có một số bác hỏi về dàn Kenwood thì em sẽ quay cho một số bộ dàn. Đây này có dàn Kenwood này luôn. Kenwood này có tên là MEB50S đấy. Hàng là 1100 chứ không phải là cũ. Giá cũng rất là phải chăng, chỉ hơn 4 triệu và đồng đầu một chút. Một bộ như này. Có này có cái đây MEB50S Bluetooth USB FM CD. Đấy. Con này thì USB CD các thứ đây. Công suất nó đâu? Công suất nó không thấy ghi đây các bạn. Không thấy ghi công suất. Mà không có ghi công suất thôi em sẽ không nói được. Em sang bên comment khác của JVC đi. Đây là một bộ dàn của JVC. Và con này thì có CD, có Bluetooth, có FM, có USB. Đầu ra 25W và 25W. Đấy. 25W nha các bác, một bên 25W. Tổng là khoảng 50W, rất là đẹp. Con này nó không thấy khối lượng nó ghi ở đây, nhưng con này có mã là ES500 này, ES55 này. Bảo hành 5 năm, kỳ hạn là sử dụng 5 năm. Bảo hành, đấy. Nó đẹp. Nút đúng vặn này. Còn bên này là một bộ của Panasonic. Panasonic này thì có mã là Van SC
PMX90 nhé. Rồi em sẽ quay xa cho bác xem cái bộ dàn, nó gồm một cái mini con âm ly đầu đĩa này, hai cái loa con hai bên, và con này có giá là khoảng tầm 8 triệu Việt Nam đồng. Con này thì cái khối lượng của nó cũng không nặng đâu, về nó rơi vào tầm gấp 8 cân hoặc là 9 cân bộ như này thì về Việt Nam khoảng tầm có tính khoảng tầm hơn 2 triệu tiền vận chuyển, và 8 triệu đó nó 10 triệu một cái bộ dàn Panasonic mới như thế này. Đấy, một bộ thứ ba, sang bộ thứ tư đi. Bộ thứ tư là bộ của Sony. Rất đẹp, quá đẹp. Sony này là con này là Sony CMTS-X7 này. Trời, phế quá nhỉ. Con này là bộ dàn mini của Sony CMTS-X7. Con này có giá là hơn 10, khoảng tầm 10 triệu vận chuyển. Con này nó cũng khoảng hạt bộ nó để tầm hơn 10 cân đấy. Con này chắc tầm 4-5 cân, khá nặng. Để phải cái bộ nó phải tầm chắc 12 cân, 13 cân. CMTS-X7 này. Con này đầu ra là 50W, rất khủng, nói khá khủng. Nếu mà dàn mini ở trong phòng nghe này thì quá bay rồi. Con này có CD, có Bluetooth, có AirPlay, có FM, này có kết nối internet luôn. Đấy, rất đẹp. Quay xa cho các bác coi tí nữa. Và đằng sau thì em không xoay lại được để xem cho các bác, vì nó cắm điện sau ấy, không xoay được cái con này. Mà có cũng thuần như là chắc chắn là sản xuất tại Made in China thôi, vì nhà máy của nó bên đấy. Nhưng còn không bây giờ thì người ta không sản xuất ở Nhật nữa. Và tiếp theo là một dàn Onkyo. Onkyo này là một con Onkyo dàn khá đẹp, có luôn cả cái giá bằng gỗ Onkyo như này. Đấy, rất là đẹp. Con này thì là Onkyo D012EXTD. Đấy, rất là đẹp. Có cả điều khiển, những con này đều có điều khiển hết nha bác. Dàn mini có điều khiển hết nhé. Đây, thì con này cũng là bảo hành 5 năm, có CD, có AirPlay, có Bluetooth, có radio, có FM đây. Radio FM này đầu ra là 40W nhân cộng với 40W hai bên, mỗi bên 40W. Có con này thì khá nặng, và nó có cả cái dàn bằng gỗ này nữa nên là nó sẽ rất là nặng. Nếu bác nào không lấy cái này thì nó sẽ nhẹ hơn. Rất đẹp, con này khoảng tầm hơn 12 triệu. Về Việt Nam thì nó khoảng tầm nếu mà độ nặng của nó khoảng tầm 10 cân này nữa thì khoảng tầm về Việt Nam phải hơn 15 triệu. Và tiếp theo là một bộ dàn khác của Onkyo nha bác. XNFR7FXD. Đấy. Con này có giá tầm 9 triệu hơn một chút. Là giá này là gồm 6 thuế này, giá đỏ 6 thuế. Con này thì có các cái đời của nó. Và con em đang quay cho các bác đây. Và nó ở cái đời nào? Nó là cái đời 2018 à. Đúng rồi, 2018. Thì con này có NFC, có Bluetooth, có kết nối máy tính, có kết nối USB, thẻ nhớ, rất nhiều chức năng. Tất nhiên là điện thì bên này thì người ta sẽ là dùng điện 100V. Và con này có công suất 26 cộng 26W mỗi bên. Con này nặng 3,6 cân một cái loa như thế này. Có thông tin ghi sau, nhưng cái này nó mắc đấy, em không hiểu ra được, em chỉ đọc cho các bác xem. 3,6 cân một con loa. Cái đầu đĩa là nặng 4,8 cân, và hai cái loa là 3,6 cân, vị trí nó rơi vào tầm hơn 12 cân cả bộ này. 12 cân mất khoảng 2,4 triệu, và do con này 9 triệu nữa. Đấy thì nó rơi vào tầm tất tật chi phí vận chuyển nên nó chắc là rơi vào tầm 14 triệu, 15 triệu gì đấy. Tất tật cho thoải mái. Không xanh. Đấy thì dàn ngon. Con này là Onkyo NFR7FSD nha các bác. Đấy. Và con bên dưới là Panasonic. Con này thì giá là khá là đơn điệu. Con này có giá hơn 9 triệu. Con này là Panasonic SCRS75 Tenji, WTenji 20W x 20W. Con này thì không được ứng mắt lắm. Đây, bên này là một con của Panasonic, cũng là hàng rất là to. Con này thì vì nó là hàng mới nên là nó vẫn
bọc dây các thứ để đeo USB vào này, lỡ ông nào đi qua ông nhảy mất cái USB ấy. Con này là SCHC410 nhá các bác. Con này thì nặng 2,4 kg. Đấy, công suất gì đây? Đặc cơ tiêu phí điện lực. Đấy, là cái điện lực tiêu hao 0,1W. FM Bluetooth MP3 CD. SCHC410 VK. Ở bên tiếp theo là một con của Panasonic khác, cũng là 410 nhưng mà màu đen thôi, tương đương như con bên kia. Nó khoảng tầm hơn 5 triệu. Và bên này là SCHC300 cũng của Panasonic. Con này có giá khoảng tầm gần 4 triệu thôi. Và đây là một con dây VC. Con này vừa chạy đĩa CD, vừa có USB Bluetooth. Đấy, con này có giá hơn 4 triệu. Con này thì nó nặng hơn 3 cân. Rất là gọn nhẹ, đẹp. Được, con này đẹp. Có điều khiển nha bác. Ở bên này là một con của Sony CT-X5. Dẫm con mà hôm trước em mua cho cái anh Sáu Miệt Vườn ở trong Bình Dương đây các bác này. Con đấy em mua cho cái anh Sáu Miệt Vườn là chỉ có giá là 2 triệu. Hàng cũ nhưng mà nó gần mới bằng như này đấy, nó khoảng tầm 90-95%. Và trong này con này mới là 5 triệu nhá. CMTX5CD đấy, đúng con này luôn. Có USB, có FM, có MP3 CD này, các thứ đấy. Cái sao quay lên nữa thì đấy, đúng con trước em test cho anh Sáu màu trắng, con này nó màu đen. Nó rất là đẹp, nghe nhạc rất là phê. Và bên này là một con của JVC, con này là con vừa chạy đĩa CD, có chạy CD, có CD, có Bluetooth, có USB. Con này mã của nó là JVC NXVK30. Đấy, con này có giá là tầm 4.2-4.4 vậy, cân nặng là 4,4 kg. Thì hai điện năng 1W, sau đó 1W nhỉ. Đây, 18W. Lãng phí 1W. Thì nó có Bluetooth, có CD, có FM các thứ. NXVK30. Đấy, thì nó là có giá hơn 4 triệu nha các bác. Rất là rẻ, rất là đẹp. Đây, quay lên các bác xem. Đó là JVC. Đấy. Vỏ bằng gỗ, rất là đẹp. Rồi thì trong cái đám này thì có một cái con của Onkyo này là nó bán rời đầu đĩa và bộ loa, thì nó loa đứng này nó khủng hơn, nó rất đắt hơn. Còn lại nó khá là rẻ. Đấy thì một số dàn người ta đang bán ở đây em quay cho các bác xem hàng mới, và nó chênh lệch khá lớn so với cái hàng cũ. Ok, thì em xin cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video của em xin kết thúc video tại đây. Và em sẽ quay một số cái khác cho bác xem.